Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã tham gia thảo luận tổ về nội dung dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe ô tô thông qua đấu giá và dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại tổ đại biểu Quốc hội số 6 gồm các địa phương Đà Nẵng, Trà Vinh, Nam Định, Thái Nguyên, các đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã có nhiều trao đổi thẳng thắn thiết thực nhằm góp phần hoàn thiện hai dự thảo nghị quyết này. Đối với dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe ô tô thông qua đấu giá, các đại biểu cũng cơ bản thống nhất những nội dung cơ bản. Tuy nhiên, cần nghiên cứu, mổ xẻ, bổ sung một số vấn đề để nghị quyết áp dụng trong thực tiễn được thuận lợi và có tính khả thi cao. Về tiêu chí lựa chọn biển số đưa vào kho đấu giá, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng huyện Phan Quảng bày tỏ quan điểm của mình. Một trong những tiêu chí rất quan trọng mà tôi thấy cần phải bàn đến đó là tiêu chí được lựa chọn biển đưa vào kho đấu giá. Tôi không nói biển đẹp, bởi vì tất cả các đại biểu đều nói rằng là đẹp với ngày này nhưng mà không đẹp với người khác. Thì câu chuyện tiêu chí để lựa chọn cái biển số đưa vào cái kho để phục vụ cho cái việc đấu giá đấy là gì thì không có. Ở điều khoản cuối cùng có quy định là chính phủ giao cho chính phủ quy định chi tiết về biển số đưa ra đấu giá. Nhưng quy định chi tiết này thì nó phát sinh câu chuyện mà đại biểu Quốc hội cần phải quan tâm ở đây, cái nghị quyết đấy là tiêu chí để đưa ra đấu giá, biển để đưa ra đấu giá thì chúng ta lại không đề cập đến. Về điều 3, điểm D, quy định về quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá với khoảng thời gian trong 12 tháng kể từ ngày chính thức công nhận đấu giá đến khi sử dụng biển số xe được đấu giá. Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy bày tỏ băn khoăn về công tác quản lý biển số xe được đấu giá. Và cái điều này thì tôi hiểu rằng có nghĩa rằng tôi chưa có xe, nhưng mà tôi cứ tham gia đấu giá cái biển số xe. Tôi muốn lấy cái biển đẹp đó, tôi lấy trước khi lấy xe. Thế thì có đề phòng cái đầu cơ tích trữ ở đây không? Tại vì biển số nó chỉ bé này tôi cất được cơ mà. Như vậy thì tôi đấu giá về 12 tháng sau như thế, tôi chưa gắn với cái xe, thì cái quản lý nhà nước về cái biển số này như thế nào? Tôi nghĩ rằng là chúng ta làm này là nó phải hết sức là thận trọng, không vội vàng, mà cần phải đánh giá cho nó kỹ lưỡng. Các đại biểu cũng bày tỏ quan điểm không nên định giá để tổ chức bán đấu giá theo vùng miền, như vậy là bất bình đẳng giữa các địa phương. Liên quan vấn đề này, đại biểu Trần Chí Cường, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đề nghị. Chúng ta không thể xác định giá theo cái lệ phí và theo vùng miền được, tại vì thực tế thực hiện công tác đấu giá là chúng ta phải đấu giá trong hệ thống toàn quốc và trên một hệ thống mạng. Như vậy cái giá đưa ra anh phải được có một cái cơ quan xác định cái giá đó và định giá. Như vậy cái định giá đó thì phải có một cái cơ sở để định giá chứ không thể dùng cái phí. Đối với dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu đều cơ bản thống nhất chủ trương của nghị quyết nhằm góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển của thành phố Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn khi lần đầu tiên Quốc hội chuẩn bị ra một nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù cho một địa phương dưới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chúng ta cũng phải cân nhắc rất là kỹ cái tính khả thi khi mà ban hành nghị quyết trong cái quá trình tổ chức triển khai. Đúng như là đại biểu Hoàng nói, một tỉnh làm tôi thấy còn khó. Mà bây giờ chúng ta lại làm cho một cái thành phố, tức là tương đương với cấp huyện, là cả một câu chuyện tôi nghĩ không đơn giản. Lúc nãy các đồng chí đã có ý kiến về việc này, thì quan điểm tôi về bản chất trong dự thảo nghị quyết cũng đang là để cho tỉnh làm, chứ không phải là cho thành phố. Ông chỉ đọc cả nghị quyết tôi không muốn nói mất thời gian. Thì bản chất đang là tỉnh. Anh cậu, thì tại sao chúng ta không quyết để cho tỉnh Nam? Tỉnh người ta mới có đủ các cái điều kiện nguồn lực để có thể đảm bảo được cái chuyện đấy. Cái thứ hai, cái câu chuyện để tạo ra trong một tỉnh mà ở các cái địa bàn khác nhau mà chúng ta đáng nhẽ phải quan tâm để phát triển cho những cái địa bàn nó khó khăn hơn ở thành phố Buôn Ma Thuột, thì chúng ta lại quan tâm vào để cho thành phố Buôn Ma Thuột. Tôi hiểu là để thành phố Buôn Ma Thuột
thúc đẩy lên, nhưng nó sẽ có rất nhiều các cái bất hợp lý. Tôi nói ví dụ doanh nghiệp đặt trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột, nhưng mà cái nông trường rồi cái trang trại cà phê của ông ấy thì nó đặt ở, ở huyện Lắc. Thế thì ông với lại một cái ông cũng ở huyện Lắc mà tôi đặt trụ sở ở đấy thì tôi lại không được hưởng cái cơ chế đấy. Bản chất ở đây là gì ạ? Là phải xem là cái địa bàn sản xuất chứ không phải là địa bàn nơi đặt trụ sở. Cùng với cơ chế chính sách tạo điều kiện cho thành phố Buôn Ma Thuột phát triển theo tinh thần dự thảo nghị quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng cần có cơ chế chính sách cụ thể trong việc thu hút đảng bộ nhân tài một cách rõ ràng để phục vụ hiệu quả nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khi đưa vào thực tiễn. Đó là cái cơ chế chính sách thu hút đãi ngộ người có tài năng đặc biệt. Báo cáo thật với các đại biểu, chúng tôi vừa làm cái đề án để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công và khu vực tư, ngồi 3-4 phiên họp, không biết là khái niệm thế nào ông tài năng, chứ chưa nói tài năng đặc biệt. Và cái thứ hai nữa là chúng ta không được vượt quá những cơ chế chính sách mà chúng ta đã áp dụng cho các cái nhân lực ở khu vực công. Bây giờ chúng ta bảo chúng ta quy định các cái chế độ chính sách thì câu chuyện đặt ra có ai dám quy định cho ông ấy mức lương vượt quá cái mức lương quy định khi mà vào khu vực công không? Cái thứ hai nữa, có ai dám quy định rằng là một người có tài năng, tôi cứ nói có tài năng mà không qua thi tuyển không? Ở đây nói là Hội đồng Nhân dân quy định, nhưng tôi nói là Hội đồng Nhân dân quy định mà chúng ta lại không cho họ cái cơ chế là tuyển dụng thẳng không qua thi tuyển thì làm sao mà vào được?